Mất thế nào? À, phải. Có cả mắt với lại gì trả lời câu hỏi. Đôi tay ở đây chứ. Thằng quay đây xem nào. Đôi tay là chữ đôi người ơi, chữ nhất là niềm nỗi nhất. Nào, lấy giọng nào. Xin chào Trang Anh nhá. Hát đi, chào nhau hết ngày. Đôi tay
tài lụy đó. Này anh ba ơi, nào lại nhá, 2, 3. Này anh ba ơi, chưa cách sông nên phải chưa. Nào mời các đồng chí Nam nhá. Nào mời đồng chí Nam nhá để xin mời các đương quan họ liền anh ca câu. Cấm uống rượu buổi trưa. Nào, mời cả nhà nghe các liền anh cùng ca nhá. MC giới thiệu hơi chua một tí. Nào. Anh Tuấn bắt giọng đi. Con hay con ghi đâu quảng cáo nhỉ. Thế thôi nhá.
Kẻ về người ở
tôi sầu là chữ đôi người ơi, chữ đôi người về. Trong mơ giá tôi là tôi sầu. Ôi dồi ôi, buồn khóc quá, sầu quá. Có hay không cả nhà ơi? Xin chào các tình yêu nha. Giọng như bài đối của Dễ Phượng chưa bao nhiêu nhỉ? Không phải anh ơi. Cái xanh. Bài này là bài. Đen đâu mà đen? Bài này là bài đối của Mây Xanh. Mây Xanh nhưng biết giữa rời. Đôi tay nâng chén rượu đào. Hay lắm. Bài này là bọn em mới học hôm trước, chưa có thuộc. Hôm nay ôn lại. Là xanh bầy cùng nhau. Hơi bị tối anh gái. Tối hả? Tối đâu nhỉ, em nhìn thấy ánh sáng tốt mà. Đây là máy của chị cài tối chứ. Ở đây máy này em thấy sáng mà. Tối đeo màn hình sáng lên. Chỉ nghĩ là nó chỉ sinh một cái đứa đầu. Máy ai người sinh. Lên đây. Mọi người ơi, em không trang điểm cho nên xấu lắm. Cái người kia người ta trang điểm, còn em không trang điểm nên xấu lắm. Ta có trang điểm đâu? Đâu? Mặt người ta tự nhiên, mặt mộc thế. À quên, em nhầm mặt mộc. Xong thẩm mỹ chứ người ta có trang điểm đâu. Cái hàng kém tới gì trên mặt nào? Nhưng mà nó chỉ có ở ấy thôi. Nó chỉ ở cái chỗ đấy thôi. Cái trao ở trên bảng nhé. Mắt sắc gì? Nó ra đỏ mà vào trong kia là đen lắm à? Quên mất cái thế chi chứ là đang xé nhau. Không tối đâu em. Tao là gì giả? Sinh mà, đấy. Đấy, chị Hoàng Liên đang khen sinh mà. Lai nhưng mà lại sao lại quay trong chỗ chị Quý? Nào, bài nữa đi nào. Mọi người muốn nghe các nghệ sĩ hát nữa không ạ? Không muốn nghe nữa thì để em lại xuống like. Cầm mai, cầm thẳng lên. Cảnh che rào. Đâu? Đâu, cái đấy sau bài sau mà. Cái đấy là học sau mày. Thì ra đứng cổng làng đi, bởi vì là đang mở đến đêm. Nào, ra đứng cổng làng đi, 23 tháng 3 đi. Ừ, nào, ra đứng cổng làng đi. Trông nhau cái đi cho sướng này. Một ngày về 3 bài nhưng mà để nhà. Còn có 2 bài nữa là hết rồi. Cổng làng với mảnh chân già là hết. Ừ, nào, cổng làng nhá. Để cho bà con nghe thêm nữa nào. Có. Rồi em ơi hay lắm. Ok các chị. Nào nhá, bây giờ mời cả nhà cùng nghe các nghệ sĩ sẽ ôn tiếp bài hát ra đứng cổng làng đối của bài Lý Kê Đa. Chưa qua cứ hở đứng ta đi đi như công làng. Qua đi như công làng. Công làng à? Chiều qua xa đứng, ta lí như công làng, ta lí như công làng. Trong mi sáng phú lý tình là sang quan họ chứ lòng mà càng, ta lí như ngăn ngơ chứ lòng mà càng.
Bởi vì là cứ thầy về khi là nó lại
rơi rớt mất. Quên. Cái cao mà. Lại nào, hát lại chỗ chỗ hai nhá. Nào, hát luôn theo cái tông này luôn đi này. Đâu cái mảnh luôn nhá. Ok, nào cái mảnh đi. Đi đâu, cái gì thế?
thêm gì nữa em, nghỉ thêm gì nữa vì là em vào như thế nó hơi lớp. Nhưng bây giờ nếu chị nghỉ thêm thì chị phải thế này. Thống nhất là vào như vừa rồi. Thứ hai nữa là cái chỗ dòng nước này. Cái chữ dòng nước vừa rồi là mọi người hát dòng nước phải cao nhá. Ngoài Hà Nội dòng nước trong xanh chảy ra ấy. Cái Hà Nội này mới lắm. Xin chào cả nhà. Càng gió càng nắng càng đấy đi. Càng gió hả? Càng gió càng nắng thì ốm chết. Đấy, nó như thế. Nó bị thêm từ mà. Ừ, đập vào nắng và gió. Đây, nghe này. Ok chưa? Nắng và gió đều cao. Nắng gió bằng nhau ấy. Đấy, ngoài quán. Cái ư cánh nghe mềm hơn chứ không kiểu thế em ơi. Bọn em vẫn đang học theo các cô nghệ nhân truyền dạy như thế nào thì bọn em vẫn đang học như vậy anh ạ. Chứ cứ phải theo thầy đã. Nào hát lại nhưng mà hát thấp xuống nhá, hát nhưng mà có véo von lên, treo ngược cành cây lên này thì mấy mà hỏng giọng. Tôi học Mỹ học luôn. Giờ lại bắt xuống. Xuống nhá, tụt xuống tí nhá. Mở cái kia nó lẫn rồi lấy hơi. Đúng không? Gò chào anh các chị nha. Nào còn ai vừa mắc cái chỗ nào đúng không? Không ạ. Nuột chưa để bắt hơi lại nhá. Nào.
mày xong về là cái mảnh bên vẫn cao. Cố gắng vào rộng gió đi. Nó cao hay là khó vào gió? Cái mảnh bên đi che xa kia bằng chỉ răng. À hoài ơi. Chị Hằng hay rồi. Chú Quẩy đi đâu mà buồn thế? Cái mảnh bên đi che xa kia bằng chỉ răng. Nói sao còn
chứ không riêng gì nhóm Thu Thanh nhá. Đây là tập mà mọi người tập bài về Quế Võ nhá. Nào, có thôi không cứ tất cả cùng tập. Không phải bài đó. Chia. Chia ra em. Này. Nào, mọi người ơi, cầm đi này, còn ai còn bên kia còn thiếu này. Phải, chị ơi, phải vào hết tất cả. Cái này học Thu Thanh như là cho sang kia học có sửa. Thế ngồi đây không học được hay sao mà phải bên kia? Các cháu này, những người có ảnh hưởng. Bây giờ học không phải là chỉ học với nhóm Thu Thanh, tất cả cùng diễn mà. Tức là phải thuộc cả lời để. Phải thuộc cả lời để con phải cần hát chứ, không phải là độc mỗi nhóm Thu Thanh đâu. Biết rồi, những ý người ta nói là nhóm Thu Thanh thì phải sang bên kia học cho nó yên tĩnh và cho nó chắc chắn. Cứ học đi. Nào ào đông này thì nó sao nó sẽ làm sao mà không học được? Về quê phố quê của chúng mình bao tha thiết ân tình, nghe sông đuống ca nơi đây bát ngát sóng mồ phù sa, dù lòng ta cho ngàn hoa thơm ngát hương đời say. Trời say tình người, say câu hát của quê hương chúng mình. Ai đến nơi đây xin ghé về, xin ghé cầu bình thân đã dựng xây, bao ngày mong nay đã thỏa lòng. Đến phố mới tươi đẹp, đến phố mới tươi đẹp vô cùng, đường đôi chung bàn tay cho ngày mai quê Võ đẹp giàu. Người ơi hãy về đây với miền quê em bao nghĩa tình, son sắt không phai luôn giữ lòng thủy chung. Quê mình ơi, quê mình ơi, biết mấy tự hào. Nó đơn giản mà hả? Chiều nay chưa thu được, chiều nay để trong nhà có thu xong đi đã. Xong rồi xem đâu, hôm qua Hanh mấy Tân là thu liền từ đầu đến cuối rồi đúng không? Thế sau sẽ Tuấn nó sẽ cắt theo cái chia sổ như thế này. Phần nam phần nữ. Nào mọi người có cái bản ở trên tay chưa? Nào cùng hát nhá, cùng hát phân theo chỗ luôn nhá. Hả? Hai người nhìn một bản. Nào, tất cả cùng hát nào. Về quê Võ, quê của chúng mình. Thôi đây nhá, nào. 2, 3. Về quê Võ, quê của chúng mình bao tha thiết ân tình, nghe sông đuống ca hát nơi đây bát ngát sắc màu phù sa, dù lòng ta cho ngàn hoa thơm ngát hương đời say
hơn bàn tay cho là phần lại của thôi, thế là vèo phát mất hết cả quế võ thì giờ người ta thấy lát người ta dã luôn rồi. Ờ, đang từ coi như là 30 mấy người một phát xuống còn 4 người. Đâu đây giờ nó lại lên rồi, chín rồi, đây 10 lên 14 rồi. Hát lại lượt nữa thôi là được đấy. Bài này dễ mà. Bài này điệu. Bài này thu được ngay, cầm lấy thu được ngay. Thế nên gì mà cứ phải đuổi sang bên kia. Ta tưởng là mày nói là cái lời cái gì bài mới, ta tưởng là cái bài này có võ hơn nữa. Cái võ bài gì sáng tác mới phải theo điệu mùi nhớ. Mày nhìn đấy. Ờ, từ mày đấy. Em nghĩ nó bài hả? Không, đây không. Thì thế thì nhưng mà vẫn cứ phải hát. Đưa tay đưa chân. Một em nhớ đôi bạn chung tình. Ôi chết rồi. Mười nhỡ. Chị đứng 1, 2, 3, 4, 5 này thôi. Một em nhớ đôi bạn chung tình. Người người ba em. Người người đứng đây. Ba em. Một em nhớ đôi bạn chung tình đã bác. Thế thì chỉ 10 cô thôi nhỉ? Mùa. Mùa võ kiếm hiệp à em? Em mùa siêu lắm anh ạ. Bọn em đang đang đùa nhau tí cho nó rôm. Nào hát lại lần nữa nhá. Về quê võ quê của chúng mình nào, 2, 3. Hát nó tươi lên nào. Chúng bàn tay cho ngày mai quê võ đẹp giờ. Thế thì để Nam hát đến tận chung bàn tay luôn nhé. Người ơi hãy về đây với miền quê em bao nghĩa tình. Son sắt không phai luôn giữ lòng thủy chung. Quê mình ơi, quê mình ơi biết mấy thứ. Nhắc lại một quê mình ơi thôi chứ không hai quê mình ơi. Nó bị gian. Hả? Ơ. Mấy tự hào quê mình ơi. Miền mây tự hào luôn chứ không có hai quê mình ơi nữa. Rồi sao sao chị sẽ bảo nó cắt đi. Nhưng mà cái chỗ này nhá, cái chỗ Nam hát này nó như là cái mọi người ơi. Hay là sửa cái chỗ quê mình ơi, quê mình đây. Một lần quê mình ơi, một lần quê mình đây. Thôi, lời của người ta. Nào 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 mọi người ơi, cái chỗ top Nam này
hát cái bài này nó là cái đặt lời mới cho quan họ, nhưng mà nó cũng gần như là kiểu hô khẩu hiệu ấy. Thế mình hát nó phải rõ lời với cả nhấn nhá nhá. Ví dụ là đến phố mới tươi đẹp vô cùng, đường đôi mới ánh điện, cái ánh điện nữa chứ, ánh điện là nó không ra nhá. Đường đôi mới ánh điện sáng bừng, thấy cuộc sống hân hoan vui mừng, thấy cuộc sống hân hoan vui mừng. Tất cả những cái lời hát rõ lời ra, không có sao nó cứ nhờ, nó không nghe, nó không chuẩn. Với bao mơ ước ta sẽ cùng dựng xây, chung bàn tay cho ngày mai quê phố đẹp giàu. Xây đất trời, xây tình người, xây câu hát của quê hương chúng mình. Ai đến nơi đây xin ghé cầu bình than, đã dựng xây bao ngày mong nay đã thỏa nòng. Hay không? Hay không? Hay quá. Thôi được rồi. Như thế thôi là mai là thu luôn được rồi. Mai chiều nay cứ nếu mà tối mà nó xong, chiều nay nó thu được xong nhạc thì tối mới thu. Còn nếu không thì đến mai, bởi vì là mai đã có cái bản demo của Hanh với Tân thu rồi. Đấy, mai lấy cái bản demo đấy tập. Có nghĩa là nhạc là cần phải tới các tây dân tộc vào hôm qua thì mới làm xong gần như là cái bản. Chị đã bảo là thu hết phần nhạc xong đi. Cứ nhạc xong xuôi đi đã. Chị ca buổi trưa được tầm 10 giờ là khớp rồi được. Thôi nha, xin chào cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ghé like của Thanh Quý và trò chuyện với cả nhà nha. Nhổ cái mỏ lên. Khổ lắm cơ, cái mỏ giờ nó lại cứ nhổ thế làm nào. Mời các đồng chí nghỉ nhá. Ăn nhiều quá. Chiều nay mình thu. Chào cả nhà nhá, hẹn gặp lại cả nhà vào buổi khác nha.